liệu Vingroup có phá sản? Hôm nay, ba cổ phiếu họ nhà Vin là VIC, Vinhome và VRE đã có một pha bóp cả thị trường khi nằm sàn, kéo theo đà bán lan tỏa khắp thị trường khiến VN Index cuối phiên bị thổi bay 46 điểm. Vậy thực sự chuyện gì đã xảy ra? Việc ba cổ phiếu này bị bán tháo được cho là đến từ hai tin tức chính. Đầu tiên là việc nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc là Country Garden vỡ nợ trái phiếu USD khi lỡ hạn thanh toán 15,4 triệu USD. Đâu hoang mang, chưa kịp bình tĩnh thì ngay sáng hôm nay, một loạt tin tức liên quan đến việc Vingroup sẽ huy động thêm 300 triệu USD trái phiếu với lãi suất rơi vào khoảng 9,5 đến 10% một năm, sau đó có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhome với giá 50.000. Việc Vingroup huy động vốn thể hiện hai khía cạnh tiêu cực. Một là công ty này có thể đang lâm vào tình trạng dòng tiền có vấn đề trục trặc nên phải huy động. Nhiều người sẽ nghĩ doanh nghiệp làm ăn khó khăn, mà nếu Vingroup làm ăn còn khó khăn nữa thì các doanh nghiệp khác sẽ thế nào? Và khả năng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế của Việt Nam nói chung khi đây là đế chế lớn nhất nhì Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo, nếu trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhome thì tức sẽ bị pha loãng và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu này, nên việc họ bán ra là điều dễ hiểu. Vậy liệu có thật là Vingroup đang làm ăn khó khăn hay không? Nhìn vào kết quả báo cáo tài chính quý 3, VIC có doanh thu tăng 66,8% so với cùng kỳ, đạt mức 48.000 tỷ. 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 12.000 tỷ, tăng 41% so với cùng kỳ. VRE có báo cáo quý 3 rất ấn tượng khi doanh thu thuần tăng 66%, 9 tháng đầu năm có lợi nhuận sau thuế đạt 3,3 nghìn tỷ, tăng 72% so với năm trước. Vinhome thậm chí còn vượt trội hơn khi 9 tháng đầu năm lãi 32 nghìn tỷ, vượt kế hoạch cả năm, tăng 62% so với cùng kỳ. Nói chung, xét qua về báo cáo tài chính thì doanh nghiệp này đang làm ăn khá ổn, nhưng liệu có thiếu tiền hay không nhỉ? Gần đây nhất thì chúng ta thấy những thông tin như tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tặng VinFast thêm 7.000 tỷ đồng để tiếp tục hoạt động. Dự kiến hãng xe ô tô này sẽ còn nhận được thêm 22.000 tỷ nữa từ các bên khác. Hãng xe cũng đang có những tiến triển về mặt kinh doanh khi doanh thu quý 3 tăng 159% so với cùng kỳ. Vậy kết luận của mình, khả năng cao đà bán ngày hôm nay nhắm vào họ nhà Vin một phần đến từ yếu tố tâm lý hoang mang của nhà đầu tư, cộng hưởng với khối lượng bán lớn tới từ tổ chức với mục đích khác khiến thị trường giảm mạnh như vậy. Chứ không có chuyện Vin có thể phá sản như Country Garden được đâu, nên anh em không phải lo nhá. Chúc các bạn ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai.